Xin mến chào bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán một chiếc máy cài Fiat 450 các bạn. Dòng máy này dòng máy mập cầu ha. Các bạn xem cầu đằng trước nè. Nó còn rất là đẹp ha. Tất cả đều máy là còn nguyên zin. Máy này là bán trọn bộ các bạn. Bán trọn bộ gồm bánh bơi với dàn xới. Đó. Máy này tất cả đều còn nguyên zin ha. Đó. Máy còn rất là đẹp luôn. Đó, các bạn xem nè. Máy này là nông dân gửi qua Zalo cho mình, cho đó nên nó cũng anh quay video cũng không có được sáng, lý do là nó phức cái ánh nắng các bạn. Đó, máy rất là đẹp các bạn. Đó. Đó, máy tất cả số đều còn nguyên zin hết trơn, thì máy này bán cái giá là 70 triệu. Anh em có nhu cầu mua thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề các bạn. Còn anh em nào có nhu cầu bán máy thì liên lạc qua kênh của mình bằng số điện thoại là 0352 915 395. Nó máy này thì tất cả đều còn ok, dè dành rồi mâm bánh đều còn ok hết trơn các bạn. Gai còn rất là cao luôn, lớp bánh đằng sau là lớp bánh miễn đỉnh đó. 16 9 28 đó. Đây 16 9 28 các bạn là thông số kỹ thuật của về cái lớp bánh đó. Dè dành đều còn rất là ok ha. Còn đít thì rất là khô ráo, đít nước sơn riêng còn rất là đẹp các bạn đó. Máy này thì chọn bộ này cái giá 70 triệu, anh em nhanh tay thì còn chậm tay thì hết nha. Chứ mình cũng nông dân bán lại thì cũng người ta không cần xài nữa, người ta bán cũng chịu lỗ. Do đó nên mình cũng rất là dễ mua, anh em mà chậm tay chê gãy chê mắt thì không còn hả bạn. Nào nói thật à, thì cũng rất là nhiều anh em để mà kêu mình kiếm về dòng máy này mà cái giá 7-80 như vậy, 7-70 như vậy. Thì anh em nhanh tay hả bạn à, thì qua đây mình xin nói sơ về cái số điện thoại của mình ha. Anh em có nhu cầu bán máy thì liên lạc qua kênh của mình bằng số điện thoại là 0352 915 395. Còn anh em nào có nhu cầu bán mà mua máy này thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề các bạn. Đó, các bạn thấy nước sơn zin còn rất là đẹp ha. Là lý do là cái máy này chủ máy quay gỡ qua Zalo, do đó nên nó kém phần chất lượng. Anh em có nhu cầu mua thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề để gặp chủ máy xem trực tiếp máy ha. Đó, chứ mà muốn